Chúng ta thấy là vòng bo này lần này đã ít nước biển hơn rồi. Nhưng đây là tiếng sấy đến từ Gustav. Nhưng mà Riot bài tốt đến từ vị trí của Fate. Có vẻ như chỉ có một mình cái tên Dante phải nằm lại thôi. Nhưng không sao cả, Fate sẽ cứu sống đồng đội của mình. Trong khi đó thì Attack on Around có vẻ như mất thêm một người nữa trước tay bên phía team 17 Gaming rồi. Một chiếc hào cộng với đó là cả thêm một cái UAS để che chắn cho vị trí của Summer nữa. Và chắc chắn là đủ thời gian để Summer có thể hồi phục kịp cái lượng máu của mình. Killboy là player duy nhất còn lại cũng đã lộ vị trí vào ngay lập tức. MCG không cho Enterfox 36 bất kỳ một cơ hội nào cả. Có vẻ đội hình bên phía team 1 họ cần nhiều hơn. Và bây giờ thì Rose cũng đang muốn tham gia cuộc chơi rồi. SSG có chủ động lên xe và bỏ khu vực này. Một tiếng di chuyển cẩn thận đến từ đội hình bên phía team SSG. Attack Around và các thành viên của 17 Gaming vẫn đang giao tranh với nhau ở khu vực cầu rô dốc và thậm chí là cái gì đấy? Liu Ghost bắn chết cả Shu ạ. Bình tĩnh 17 ơi. Vâng, hiện tại thì 17 vẫn đang tanh bò. Và bây giờ tiếp tục băng qua vị trí của Siêu Phi, phát hiện ra chiếc xe của Siêu Phi và gần như Siêu Phi không có cách nào để có thể hạ công nhận đối phương cả. Bắn trượt tơ đầu tiên, chắc chắn Sonic sẽ trừng phạt sai lầm của các thành viên bên phía team Game Home. Chỉ cần một sai lầm rất nhỏ tôi Game Home ở đâu cũng mất đi một player rồi. Giờ thì Game Home ở đông làm thế nào để chặn bò được Sonic đây? Những vị trí đứng của các thành viên bên phía Game Home thật sự không phải là những nơi lý tưởng để họ có thể thủ. Và thậm chí rằng Liu Ghost còn hạ cũng đi được cả MC Mu nữa. Vòng phase thứ tư cũng đã xuất hiện. Nó đang không hề ủng hộ dành cho những đội tuyển ở phía dưới như Game Hòa Đông hay là cả Sonic. Và chắc chắn Sonic cũng sẽ muốn trận chiến này diễn ra nhanh hơn. Nó không muốn cơ dây dưa với các thành viên của Game Hòa Đông. Để xem đại diện đến khu Việt Nam sẽ làm được gì đây. Vẫn đang cố thủ cho Disgusting. Nhưng quả nét là quá chính xác cái tình huống turn. Không có cơ hội cho Disgusting ở trong tình huống này. 3007 còn lại một mình. Cố gắng knock out thì được một người. Confirm vị trí của Hatwin đến từ vị trí của 3007. Có một điểm hạ gục rồi. Nhưng cũng chỉ là một điểm dành cho các thành viên của bên phía Game Hòa Đông. Top 13 trong Game Hòa Đông nhưng Sonic họ cũng phải chịu quá nhiều thiệt thòi. 17 Gaming vẫn là những người có thể nói rằng gây khó dễ dành cho các thành viên của bên phía team Sonic. Và chưa kể cũng đang có tình huống hỏi thăm ở khu vực bên ngoài vòng bo. Và ngay lập tức Suzy phải nằm xuống. X-Bay cũng đang vẫn có tình huống chạy bo ở ngoài. Và liệu rằng có cơ hội nào dành 17 Gaming hay không đây? Không còn cơ hội nào cả. Và dừng lại vị trí thứ 12 dành 17 Gaming. Và Lanren đang không hề có bất kỳ một ý định nào là muốn buông tha cho các thành viên của bên phía team Sonic cả. Còn quay trở lại với Unique và Space Station Gaming. Đua xe bắn súng tới được 2 đội tuyển nhưng Fawlessy là người kết thúc điều kiện an. Đổi mạng là tốt tới được sát xuất 4k. Nhưng Unique vẫn đang là người tỏ ra có lợi thế hơn. Duy nhất một người còn lại đấy là các thành viên của bên phía team Space Station Gaming mà thôi. Và giờ thì sát xuất 4k sẽ làm được gì trong tiếng này đây? Cố gắng vẩy tâm vẫn đó là một pha bắn tốt đến từ vị trí của sát xuất. 1v1, ai sẽ là người chiến thắng này? Liên tiếp những quả nét được trả ra, sát xuất 4k quyết định đẩy luôn. Adoji chỉ còn lại cho mình một chấm máu thôi. Và các thành viên của bên phía team Unique có vẻ như họ sẽ muốn chậm lại trong tiếng này. Hãy cùng xem nào, đây sẽ một tiếng 1v1 dành cho vị trí sát xuất 4k cùng với đó tên Adoji. Rất cẩn thận confirm được một player tiếp theo. Trong khi đó thì các thành viên bên Anawa kết thúc chiến road và cuối cùng thì Unique đưa về tình huống sát xuất 4k bắn quá tốt rồi. Ba mạng cùng dành cho vị trí sát xuất 4k. Top 11 dành cho các thành viên của bên phía team Unique. Họ không thể làm được gì trước sát xuất 4k cũng là cả Danawa. Và chiếc xe của Kaixin đã bốc cháy rồi. Vẫn kịp sống sót đến các thành viên của bên phía team Kaixin. Nhưng làm sao để chạy được đây? Một trong những đội tuyển đang được hưởng rất nhiều lợi thế đó chính là các thành viên của bên phía team Multicircle Gaming. Multicircle Gaming chúng ta thấy là họ ở đây cũng khá lâu rồi. Và các team còn lại liên tục di chuyển bò thôi, khiến cho cái giao tranh nó nổ ra khắp bản đồ thời điểm hiện tại. Phía trên đầu là 4 player của Gex, rõ ràng là các thành viên của bên phía team Genji, Asura cũng như là Pio hoàn toàn có thể hỗ trợ được cho Unique. Nhưng không xong rồi, Unique vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh của mình. Esther cũng đang cố gắng giải stock ra, giờ thì Asura mới tới, đổi được mạng dành cho vị trí của Asura. Tuy nhiên các thành viên của bên phía team Genji làm cách nào để đẩy đây? Xe không có, đội hình của bên phía team UFP vẫn đang còn quá đông, quá hung hãn. Genji cần phải knock out được thêm một người, và đây rồi, Pio tiếp tục lên tiếng. Và các thành viên của bên phía team DFP mất đi thêm một người nữa. Nhưng rõ ràng đây không phải là một vị trí mà Genji có thể dễ dàng confirm đội hình của bên phía team DFP. Chính xác rồi, chúng ta thấy đội hình bên phía DFP cũng đã đang bị một cái tên nữa tiến đánh vào. Global Esports Access họ đang muốn đẩy lên đây. Nhưng ngay lập tức vị trí Ether được bắn tốt với khẩu Beryl. Và tiếp tục ở đây thì đó là ốp trong tay Salut của Danawa, khiến cho Lover nằm xuống. Và trong tình huống sấy này vẫn đang cố gắng có thì mình mới thêm mạng hạ gục tiếp theo. Nhưng có vẻ là hơi khó, quyết định là confirm với đối phương. Và bây giờ đẩy lên làm tiếng xử lý chuẩn xác dành cho đội hình bên phía team Global Esports Access. Và Genji dừng lại vị trí thứ 7 thôi. Genji top 7, họ cà khịa cả New FP, họ cà khịa cả Gex. Và đến cuối cùng thì Genji bị chính hai đội tuyển của mình đã cà khịa hạ gục trong một nốt nhạc. Trong khi đó thì bên phía team TSM đã có quyết định công thẳng vào vị trí của MCG. Nhưng đây không phải là một vị trí mà TSM có thể công được. Góc đứng của MCG đang là quá đẹp. Thiên thời địa lợi nhân hòa.
MCG chỉ cần cố thủ thôi và chắc chắn với cái vị trí của các thành viên bên phía Multisoul của mình thì họ cũng không e ngại bất kỳ một đội tuyển nào cả. Và ngay lập tức TSM dừng lại ở vị trí top 6, một mạng dành cho Daragua cũng như là một mạng dành cho các thành viên của bên phía team Multisoul của mình. Chúng ta chính thức chỉ còn lại 5 đội tuyển cũng như là 15 player mà thôi. Có một tảng đá để che chắn dành cho các thành viên của bên phía team Oath. Như vậy thì họ cũng sẽ có thể hồi phục lại được. Multisoul của mình đang quá thoải mái và Oath thậm chí còn bắn chéo sang cả đội hình bên phía Daragua nữa. Rex nằm xuống. Còn lại một người đó chính là cái tên Salute. Smoke cũng đã được trả kịp thời. Liệu các thành viên của bên phía Daragua có thể giữ được mạng sống của Rex hay không đây? Liên tiếp đấm vào bắn chéo sang và Salute cũng đi luôn. Seoul là người duy nhất còn lại, nhưng tôi chưa kịp nói xong câu thì Seoul cũng bị hạ gục luôn bởi cái tên mình. Cũng như là cả kéo top dành cho các thành viên của bên phía Oath nữa. 4v2. Một cuộc chiến mà các thành viên bên phía Oath hoàn toàn giành được lợi thế. Yanli liên tiếp ăn đạn, ăn cả đồ và chắc chắn là Yanli cũng sẽ không thể sống sót được trong tình huống này. Thêm một điểm kill. Giờ hạ gục nốt Zenan thì cũng sẽ là thêm một điểm kill và một điểm hạng dành cho các thành viên bên phía Oath. Quá lời. Gần như không có cơ hội cho Zenan, để xem là Zenan sẽ clash được như thế nào đây. Tiếp tục một pha bắn tốt từ cái tên Zenan, nhưng cuối cùng Kickstart hạ cũng được Zenan đem về top 4 dành cho đội hình của Global Esports Access. Nhưng câu chuyện của Oath cũng chỉ đến đây thôi. Không có cách nào để có thể xuống đồi được cả. Relo là người được B, mà trông có vẻ với tình huống chạy bò thế này không khác gì một lá chắn sống quá. Nhưng mà Kickstart đã có tình huống nổ súng đến từ cái bên phía team Multisoul Gaming mà Linh Du phải nằm xuống. Và trong tình huống này Kickstart muốn làm hơn, nhưng đây là một cái hào quá đẹp và cố gắng đẩy sang đến từ đội hình bên phía team Multisoul Gaming để cứu lại người đồng đội vừa bị nốc. Summer sẽ là người duy nhất đứng cover cho những người đồng đội của mình, nhưng Linh Du cũng đã được cứu lên. Tanh Y hoàn toàn có khả năng để hỗ trợ cho vị trí của Summer, nhưng Kickstart tiếp tục một lần nữa nốc vào đến cái tên Linh Du. Những pha bắn có thể nói rằng quá chất lượng từ những người Bắc Mỹ. Tanh Y chỉ làm kết thúc được Kickstart rồi. Giờ thì mình của bên phía New Happy đang mở cánh, tận dụng khoảng thời gian là tốt từ các thành viên bên phía New Happy. Staker cũng đã bị hạ gục. Relo còn lại một mình mà thôi, và đó là một quả đét quá chí mạng lên cái tên Summer. Multisoul của mình tiễn đưa Oath dừng lại ở top 3, nhưng bây giờ họ sẽ phải đối đầu với các thành viên của bên phía New Happy. Vẫn chưa đủ thời gian để có thể cứu lại người đồng đội của mình. Summer ăn nét. Tuy nhiên bây giờ các thành viên của bên phía team Multisoul của mình vẫn còn những cái lượng smoke cần thiết, nhưng quá khó khăn để cho Summer có thể di chuyển ở trong tình huống này. Hai player còn lại của bên phía team MCG không có phạm vi để có thể di chuyển. New Happy đã di chuyển lên trên đầu đội hình của bên phía team MCG rồi, và có lẽ là các thành viên của bên phía New Happy sẽ ăn tươi nuốt sống MCG ở trong tình huống cuối cùng này mà thôi. Nét rất chuẩn xác, và đó là Nan khiến cho Tanky nằm xuống một cuối cùng. Các thành viên bên phía New Happy họ đem về cái top 1 với 7 kill của mình.